Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong tiết học vần. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em bài 98 vần ươi, vần uy. Bây giờ các em hãy cùng mở sách ra và cùng học với cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện đọc. Các em lắng nghe cô đọc mẫu. U e ê ê hờ ê huê nặng huệ bông huệ u y uy uy hờ uy huy huy hiệu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau so sánh hai vần ê và vần uy, xem coi chúng có điều gì giống và khác nhau nha. Như các em quan sát, các em thấy vần ê có âm u đứng trước, âm ê đứng sau. Vần uy có âm u đứng trước, âm y đứng sau. Và cả hai vần này đều được bắt đầu bằng âm u. Do đó khi đọc, cô lưu ý, các em phải tròn môi đối với những vần có âm u đứng trước. Các em cần luyện đọc nhiều hơn để đọc cho chính xác hai vần này nha. Chúng mình cùng đọc trơn lại một lần nữa. Ê huệ bông huệ uy huy huy hiệu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từ ứng dụng. Ngày hôm nay chúng ta có 4 từ ứng dụng, mỗi từ cô đều để tranh minh họa. Các em nhớ quan sát tranh để hiểu hơn về nghĩa của từ nha. Từ đầu tiên, cây vạn tuế. Từ thứ hai, xum xuê. Như các em quan sát bức ảnh, các em thấy xum xuê ở đây có nghĩa là cây ra rất nhiều quả. Từ thứ ba, tàu thủy. Khuy áo. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại một lần nữa trang bên trái. Ê huệ bông huệ uy huy huy hiệu cây vạn tuế xum xuê tàu thủy khuy áo. Chúng ta vừa luyện đọc xong trang bên trái. Tiếp theo, cô mời các em cùng mở sang trang bên phải. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn thơ ứng dụng của ngày hôm nay. Đoạn thơ ứng dụng của ngày hôm nay là cỏ mọc xanh trên đê, dâu sum xuê nương bãi, cây cam vàng thêm trái, hoa khoe sắc nơi nơi. Đoạn thơ ứng dụng ngày hôm nay của chúng ta gồm có 4 câu. Cô lưu ý, khi các em đọc, các em cần ngắt, nghỉ hơi sau mỗi câu thơ để đọc cho chính xác đoạn thơ này nha. Bây giờ, các em hãy cùng nhau cầm bút và thước lên, tìm và gạch chân cho cô tiếng nào trong đoạn có vần ê và vần uy ngày hôm nay chúng ta được học. Cô có 3 tiếng đếm dành cho các bạn. 1 2 3 Các em đã gạch xong chưa nào? Bây giờ mình cùng kiểm tra đáp án nha. Đó là tiếng xuê có vần ê ngày hôm nay chúng ta được học.
Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong đoạn thơ ứng dụng. Tiếp theo, cô mời các em cùng đến với hoạt động luyện nói. Chủ đề luyện nói ngày hôm nay là tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay. Các em hãy quan sát bức tranh sau và nói cho bố mẹ mình nghe đâu là tàu hỏa, đâu là tàu thủy, đâu là ô tô, còn đâu là máy bay, vì sao các em biết điều đó nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện viết để cùng nhau luyện viết thật đẹp bài viết của ngày hôm nay nha. Bài viết hôm nay gồm có Uê, Uy, Bông Huệ, Huy Hiệu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết vần Uê. Đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, cô viết con chữ U. Nối nét, cô viết con chữ E. Kết thúc bút ngay giữa ô ly thứ nhất, cô lia bút viết dấu phụ của con chữ E. Cô được vần Uê. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết vần Uy. Đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, cô viết con chữ U. Nối nét, cô viết con chữ Y dài. Kết thúc bút tại đường kẻ ngang số 2, cô được vần Uy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết từ Bông Huệ. Đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, cô viết tiếng bông. Cách một khoảng một con chữ O, cô viết tiếng Huệ. Cô được từ Bông Huệ. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết từ Huy Hiệu. Đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, cô viết tiếng Huy. Cách một khoảng một con chữ O, cô viết tiếng Hiệu. Cô được từ Huy Hiệu. Trước khi kết thúc bài học, cô có một số yêu cầu dặn dò các em nè. Rèn đọc trơn lại cả bài, sau đó tìm và gạch chân tiếng trong bài có vần Ê, vần Uy. Tìm tiếng ngoài bài có vần Ê, vần Uy. Sau khi làm xong, các em nhớ nhờ bố mẹ chụp hình lại và gửi cho cô xem nhé. Cô chúc tất cả các em thật nhiều sức khỏe và học tập tốt. Hẹn gặp các em trong bài học sau. Cô thân ái chào tất cả các em.